vịt xem nha các bạn. Rồi làm món vịt xem nấu canh đu đủ các bạn. Đó, đu đủ này nó xanh vậy chứ trong nó cũng đỏ mỏ vịt các bạn ơi. Còn một phần vịt xem nữa thì em đi kho sả, có bụi sả luôn nha các bạn. Đó, bụi sả. Rồi ớt, có ớt luôn nha các bạn. Đó, ớt, sả. Đó, sả. Sả. Sả trồng kế ớt luôn các bạn, dễ xử lý. Đó, dừa, có nước dừa luôn nha các bạn. Quá trình dừa. Hôm nay đi chở gom làm vịt nấu canh đu đủ với vịt xào sả ớt đãi mấy anh em nha các bạn. Quá chừng hôm nay nắng, quá chừng nắng. Một xe gom chưa xuống nữa các bạn. Vô coi thợ nấu chín, thợ nấu 10 nấu sao tới đâu rồi không biết, đói bụng rồi. Thợ chín nấu sao rồi ta? Dọn chén rồi hả? Rồi nấm này lại bẻ, nấm gươm nữa bẻ luôn. Trời ơi, bung vũ trơn. Sả ớt. Quá ngon luôn nè, thấy chưa? Nó đơn giản đâu. Cái mặt mà qua nó bậy. Đó. Nồi ếch này, nồi ếch chánh à. Nồi ếch chánh á. Con mày đang cái này là nấu đu đủ hả? Hầm sả. Hầm sả hả? Nhưng rồi đu đủ bỏ đâu? Đây đu đủ là anh bán gia vị tay. Đu đủ là. Nè, đu đủ đây rồi hả? Ồ, quá nè. Đây. Đu đủ, có đu đủ nhà các bạn. Sả ớt nhà luôn các bạn. Cho mấy bạn coi đầu bếp chính nha. Nấu nhà hàng. Đó. Nấu nhà hàng không các bạn ơi. Nhà không sao. Chiến dịch nữa nè, đó, chiến dịch. Chiến dịch giờ có giá nha anh bạn. Chiến dịch giờ 3-4 ngàn. 3-4 ngàn trứng á. Ừ, dịch cô cò á, chứ đừng nói dịch này, dịch của mình là dịch gì, dịch Hòa Lan mát xéo không. Hòa Lan trứng to hơn kia nhiều. Cô cò là vào tháng 3 ngàn, 3 ngàn 2 trứng rồi. Rồi, giờ chỉ chờ là đầu bếp 10 nấu xong là ăn thôi nha các bạn. Đu đủ còn nhiều lắm. Nắng quá trời nắng luôn. Coi tủ lạnh này còn gì ăn không? À, nước đá không? Thịt đông lạnh. Thôi, thịt đông lạnh thì không chơi à. Trời ơi, còn đồ kho nữa. Ủa qua. Nãy ra còn phải mì nữa mà. Rất nguyên nồi cơm luôn. Coi, quá chừng nồi cơm. Này sao vừa các bạn, cái cửa sổ này cái view cũng đẹp nữa mấy à. Nhìn ra sao vườn mà thích con gà nào là lụm con gà nấy thôi. Đó. Nè. Phải không? Anh Hải mới bẻ vô coi mẹ anh nói cây cả trời, nó biết phải cả trời không, mà ăn được không? Hả? Ăn bậy không có được đâu nghe. Ăn bậy gặp bé, bậy gặp anh Năm mà. Ăn bậy là theo anh Năm luôn nghe anh Hải. Mình nhớ cái này, mình nhớ cái cả trời. Mày tốt quá trời. Mày nấu ngon quá nè. Quá trời luôn. Nó đẻ ra sức người. Đó. Đó. Ớt. Ở nhà là anh Mười nấu rồi. Chỉ hai món thôi các bạn. Này là vịt xào sả ớt hả? À, quá ngon người ta. Nhìn hấp dẫn nè. Biết ăn ngon hay không? Nóng hổi luôn. Ăn đỡ các bạn ơi. Qua này cái nữa. Không có gì ăn, ăn đỡ gì chừng gì. Úc với cơm gà hả? À. Kêu đổ. Kêu anh Hải á, anh bạn anh không ăn đâu. Anh Hải. Anh Hải ăn cơm, anh Hải. Không muốn ăn. Dạ.